Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con táp đeo 5285 nha mọi người. Gồm táp và phím. Đây, 5285, cái chỗ này là bỏ sim á mọi người, với SD á. Con này là có sim 4G. Đây ha, i5, gen 7. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình. Cái phần này thì mình có thể là bật lên, bật xuống và mình mở ra như thế này. Đó, đây mọi người ha, máy là màn hình 12.5 inch, màn hình full HD rất là sáng đẹp, phím cũng đẹp mọi người. Phím là mình gỡ ra như thế này, gỡ thì mình nhẹ nhàng mình gỡ ra mọi người ha, hất nó hết bằng 500 giống như những cái dòng Sun Fire hoặc là của HP rồi vậy đó. Đây nè, đế phím nè, kiểu đế phím nó làm bằng da hay gì mình cũng không biết nữa. Phím có LED phím và còn đẹp, cái này thì khá là đẹp. Cái phần này thì nó cũng có trầy mòn đây nha, có trầy mòn nha mọi người. Các góc cạnh thì không thể nào mà nó đẹp hết trơn được, nói chung là cũng có mòn, nhưng mà con này thì cũng còn, nói chung là cũng còn khá là ok. Đây có mòn đây nè, hít vô đó, cho nó hít vô và dựng lên. Đây mọi người, LED phím rồi này ha, dựng hoặc là như thế nào gập lại là đều tùy mình hết. Gập xuống như thế này thì máy sẽ là vậy. Bây giờ là cái phần ở ngoài, thì cái phần này thì nó đẹp lắm, nhôm. Cái chỗ này thì có một cái vết xước mọi người, vết xước dài. Vết xước này thì sờ là không thấy cộm, sờ là không có cộm đâu, nhưng mà mình nhìn thấy mọi người trên cái lớp nhung á, này cũng được phủ cái lớp nhung á, cái lớp nhung này nó cũng chống trơn trượt đó, thì nó có một cái vệt như thế này ha. Rồi sờ không có cộm nha mọi người, không hề cộm luôn đó. Nhưng mà nó có cái vệt như thế này ngang qua, giống như mình lấy đưa cái móng tay mình cào mọi người, kiểu dạng vậy á. Quét cam hoặc là camera trước sau rồi đầy đủ hết. Bên này là ngõ sạc Type C nha mọi người, ngõ kết nối Type C, USB. Rồi cái này là chắc là lớn bé tai nghe. Bên này á thì cái này mình không biết, còn nút nguồn là ở đây nè. Đó. Và bây giờ là mình mở ra ha, mình giật nhẹ nhẹ thôi. Đó. Ra để mình giới thiệu đến cái cấu hình cho mọi người. Con máy này là hiện tại là nó đang có 4G nha, mình tắt cái wifi đi, mình sử dụng 4G. Đây. Tắt wifi và bây giờ mình sử dụng 4G nha. Đợi chút xíu mọi người. Đây, đang nhận Vinaphone nè. Cấu hình nó là Latitude 5285 nha mọi người, và i5 7200, RAM 8GB, SSD là 256GB. Màn hình nó là sáng đẹp, không có lỗi lầm gì hết mọi người. Màn hình của dòng 5285 á thì rất là sáng và đẹp, sáng tươi lắm luôn á. Đeo á thì mà mấy cái tab của đeo là màn hình nó mê luôn mọi người. Còn đây, cái độ phân giải màn hình là 1920 x 1280. Bình thường sẽ là 1920 x 1080, bởi vì là cái size của cái dòng mấy cái tab này là về nó vuông, nó gần vuông, nó dễ giống như mấy cái chuẩn đời mới á, cho nên là nó sẽ là 1280 nha. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh nó sẽ tràn xuống được nữa mọi người, nó rất là ok luôn. Và đây đây mọi người, đang là 4G nè, lướt web là phà phà luôn nha mọi người. Đây ha, Việt Nam mới thua đây, rất là ok. Đôi lúc mình đọc báo, mình lướt web hay là làm việc văn phòng rồi đó, rất là thuận tiện luôn. Có 4G thì đem 4G đi đến mọi, không có phải là phụ thuộc vào wifi nữa. Công tác vùng sâu vùng xa cũng yên tâm. Đây, cái mẫu máy thì khá là đẹp. Nói chung cái dòng 5285 thì nó đẹp trước giờ rồi mọi người. Chẳng qua là nó ít thôi. Thực sự là vậy, nó ít về sạc Type C ha, chỉ có cái vết xước một tí thôi. Bản có 4G, pin này thì nó hơn 2 giờ nha mọi người, kèm sạc Type C zin. Và mình đặt nó là mã A458. Giá của cái con máy này giá là 5 triệu rưỡi nha mọi người. Máy là hoạt động hoàn hảo luôn á, có 4G rồi chi tiết cầm phím với lại máy với sạc như thế này. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha, 5 triệu rưỡi nha.